là xưởng hoa tre quá trời, Ngọc Quý, Thanh Thanh, rồi Thanh Trúc, xưởng gì đó. Để mình đi, mình quay một vòng, kiếm không ra chỗ anh thì gọi điện thoại liên lạc anh ra trước mình vô. Đây, BOT cây lạy nổi tiếng rồi quý vị. Bót á, bót cây lạy á. Ôi, quá xinh luôn, quá sức lạc sưởng luôn. Đủ loại hết. Trời mới quay đây. Ngọc Bích, Ngọc Bích rồi, mình nãy giờ mình chưa thấy Ngọc Bích. Ôi, chị 9, chị 10, Vương Vi, Thảo Vi, rất là nhiều tên luôn. Quá xinh. Đây là mang cái tính gọi là trưng bày thêm quý vị. Đặc xưởng này của bà Dấu Bích. Cái địa chỉ của cái lò này là 526 quốc lộ 1A, thị trấn Bình Phú, huyện Cai Lậy, Tiền Giang. Đây nữa quý vị. Còn trứng muối. Trứng muối là 160. Trứng muối là 160 nha quý vị.